Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đò. Mình đi tàu lao chào bên đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lao Tây Linh. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại đường Lưu Thế Vinh. Hẻm 139 đường Lưu Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo 33 tự do rất hay. Tấn ngang 1m74, Dũng Lai 1m74. Kết hợp cùng Kha Minh Đồng Tháp. Đây là bộ ba lắp ráp lần đầu tiên tại sân cầu tre. Còn đây là Lý Quốc, thầy Quốc bãi biển Bầu Cát Tây Bình. Còn bên bộ ba bên kia là Bình Minh Chí Thống và Nuôi Lông. Bình Minh Chí Thống và Nuôi Lông. Quá lâu rồi, thật sự có những cái kèo tay hấp dẫn như thế này các bạn à. Đặc biệt là các cầu thủ đang rất hot, như là Tấn Ngang. Còn Dũng Lai thì quá lâu rồi sau khi đối công với Jun của Cambodia tại sân Bốn Chèn Xanh, phường Trấn Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Và đối công với Tý Châu tại sân Bốn Chiến Xanh. Vậy tại bây giờ Dũng Lai đang có mặt tại cầu tre cùng Tứ Ngang, Kha Minh, Đồng Tháp. Đối đầu bộ ba bên kia là Bình Minh, Nuôi Lùng và Chí Thống. Bộ ba bên kia đi cùng với Vũ Sinh Anh, ông bầu Hoàng Minh Cấp Phi. Hiện nay có rất nhiều cầu thủ khắp nơi đang có mặt tại sân cầu này. 0-0. Lại là Chí Thống phát bóng hỏng các bạn à. Đặc biệt hôm nay các cầu thủ miền Tây, đặc biệt là Nam nhà bàn tây biên cũng đang có mặt tại đây. Hiếu Nhỏ Đồng Tháp là Hiếu Đen cũng đang có mặt tại đây. 1-0. Chí Thống, một pha đầy quy lực đường y của Chí Thống. 1-0. Đang vô hàng và vô hàng. 1-0. Một pha chống chắn gì rồi của Dũng Lai. Một pha chuyền quá tuyệt vời của Kha Minh. Kha Minh của Đồng Tháp thường đi chung với Kha Cao Lãnh Đồng Tháp. Biên bay rất quen thuộc cho Kha Cao Lãnh Đồng Tháp. 2-1. Bình Minh dột móc bóng bay ra ngoài. Các bạn nào thường hỏi Dũng Lai cao 1m bao nhiêu, Tấn Ngang cao 1m bao nhiêu? Dũng Lai và Tấn Ngang 1m74 nha các bạn. Còn đây là sự hiện diện của người nước ngoài Thành Râu. Thành Râu cũng đang trực tiếp với trận đấu này. Một pha xử lý gì rồi quá hay của Chí Thống. Còn đây là người nước ngoài. Người nước ngoài đang có mặt tại cầu tre là Thành Râu. Hiện tại bây giờ là 15 giờ chiều giờ địa phương cầu tre. Nắng rất nóng nha các bạn. Thật sự rất chói. Rất chói nắng các bạn à. Một bên chói và một bên mát nha. Ok, đây là Lý Thông đang cáp kèo cho các đàn em của mình. Lý Thông. Chí Thông phát bóng quá khó chịu các bạn à. Quá ghê cho Chí Thông. Một pha kết thúc tốt rồi của Chí Thông. Các bạn nào còn nhớ trận đôi công với Chắc Sầu Riêng tại sân Dubai, Dĩ An. Trận đấu ngạt thở và nín thở giữa Chí Thống và Chắc Sầu Riêng. Phần thắng thuộc về Chí Thống nhưng lúc đó rất hay, trận đấu rất hay. Lại là một pha bước một không được tốt rồi của Tấn An. Quá khó chịu các bạn à. Thank you.
Lại là một pha chống trắng cho Dũng Lai vừa rồi. Thật sự Kha Minh chuyền rất khó chịu. Rất hay. Tỷ số đang là 4-0. Một pha chặt chéo áp phê rồi của Dũng Lai quá hay. Trước mặt của Bình Minh. 5-4. Phản công cho Tấn An. 6-4. Một pha phản công tốt rồi của Tấn An. Đây là áo đen, thun đen, quần đen là Kha Minh. Chuyền hay rất đẳng cấp của cao lãnh Đồng Tháp. Sáu bốn. Một pha đầy quy lực bi số 2 của Bình Minh. Năm sáu. Năm sáu. Một pha chuyền hay quá khó cho Dũng Lai vừa rồi. Quá khó rồi các bạn à. Quá khó các bạn ơi. 6-0. 6-0. Ở đây chỉ có chung cột thua thôi các bạn à. Chung dây đánh tiếp nha. Chung cột giới hạn mới thua. Mà sân bóng này không có cột giới hạn các bạn à. 6-0. Một pha quá tuyệt vời cho Chiến Thống vừa rồi. 7-6 nghiêng về cho Chiến Thống. Bình Minh nuôi lùng. Bảy sáu. Một pha áp phê đường y của Tấn An. Một pha chém áp phê. 7-0. Dũng Lai phá bóng. Các bạn hãy chờ xem. 8-7 đổi sân. Dũng Lai thật sự phá quá phá các bạn ơi. Tranh thủ thời gian, đây là Libro. Libro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây là nhóm của Lý Thông. Lý Thông Tây Ninh. Phát bóng lại các bạn à. Một khán giả chạy xe vào đang thi đấu. 8-7. Lại là phát bóng hỏng của Chí Thông. 8-0. 8-0. Bình Minh. Một pha xử lý quá hay của Bình Minh mang tên em. Trước đây Bình Minh đường y là sở trường.
98. Lại là chiến thắng quá tuyệt vời, pha bóng vừa rồi lại là chiến thắng. Đây, áo xanh cầm gáy chuẩn bị tiến vào sân là nhân đầu vàng. Nhân đầu vàng 18. Lại là Dũng Lai đã bóng không qua lưới. 11-8. Một pha xử lý quá hay gì rồi của Chí Thông đã ăn tiết cho mình. Chín 11. Pha đầy quy lực. Đây quy lực của Dũng Lai. Pha quá hay các bạn à. Ăn điểm trực tiếp của Dũng Lai. 10-11. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lê Thế Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 10-11. Quá hay, quá tuyệt vời. 11 đều. Một pha quá thật sự quá khó vừa rồi cho Núi Lùng. Và một pha giò gà chống chân cho Tấn Ngang. Tấn Ngang không thể bỏ lỡ cơ hội pha bóng vừa rồi. Đây là người nước ngoài Thành Râu. Thành Đâu hiện tại đang ở Ả Rập Xê Út, cũng đang có mặt tại cầu tre xem bóng chuyền phổi của Việt Nam chúng ta. Đây là Thành Đâu, cao thủ người nước ngoài, đầu bạc. Còn đây là cái nhóm của anh em Lý Thông, Tây Ninh. Lý Thông, Tây Ninh đất chật người đông. Thạch Chanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Ok. Dầu cù là có hơi, lòng người có heo. Bình Minh. Tiếp tục. Chị Bình Minh. Hai pha liên tiếp. Đây là câu quyền bí của Lý Thông. Chưa đi chưa biết Sài Gòn, đi rồi mới biết không còn một xu. Ok. Chưa đi chưa biết cầu tre, khi về mới biết túi không còn tiền. Ok. Đây, Lý Thông. 12-11. Vẫn hay cho Bình Minh. Một pha lỗi kỹ thuật các bạn à. Lỗi kỹ thuật của Bình Minh các bạn à. Một pha lỗi kỹ thuật của Bình Minh. Qua đây tiếp phòng bóng về rồi. 12 đều. Đập bi. 12 đều. Quá ngọt cho Bình Minh pha bóng đi rồi. Quá ngọt.
13, 12, 16 đêm tới nha các bạn, 13, 12. Sau khi Mã Cha So xem các em đánh bóng chèn xong, Mã Cha So từ đây tuyên bố không còn đánh tay nữa các bạn à. Mã Cha So tuyên bố không còn đánh tay nữa. Mười ba mười hai. Quá ghê cho Tuấn An. Một pha lung sân rồi của Tuấn An trước dàn chân của mình. 13 đều. 13 đều. Mười ba đều. Cơ hội cho Tuấn An. 14-13. 14-13. Một pha phòng thủ tốt của Dung đây. Và một pha phản công tốt của Tuấn An. 14-13. Trận đấu đang rất hay, rất hấp dẫn các bạn à. Tỷ số rượt đuổi cò kè với nhau, rất hấp dẫn, rất kịch tính. Thì ta bây giờ nuôi lòng trí thống và bình minh đang dàn hàng ngang bắt bước 1. Một pha xử lý quá hay rồi của Bình Minh. 13 đều. 13 đều. 14 đều. Xin lỗi các bạn, 14 đều rồi các bạn ơi. Lý do kỹ thuật. Tại vì Đại Lâm rất ấn tượng với người cầu thủ nước ngoài Thành Đâu đang có mặt tại sân bông, cho nên Đại Lâm đang rối loạn rồi các bạn. Xin lỗi các bạn nha, 14 điều rồi. Đây là cao thủ Thành Đâu đến từ Ả Rập Xê Út. Râu quá dài. 14 điều. Nắng lên, nắng lên. Nắng đang rất, rất nắng rồi các bạn ơi. Trận đấu đang rất hay, rất hấp dẫn rồi nha. Các bạn hãy chờ xem. Nắng rất chói chang. Sân cầu tre thì tầm 15 giờ cho tới 17 giờ. Nắng rất chói nha các bạn. Phía ngoài đường trước mặt mà hình ông kính Lâm là phía ngoài đường đó. Phía ngoài đường là mặt trời nằm ở bên đó nha các bạn. Cho nên rất nắng rất chói chang. Mười bốn đều. Trận đấu quá hay, quá hấp dẫn các bạn ơi. 14 đều. Đây là Châu Sĩ Tin. Châu Sĩ Tin. 14 đều. Quá ghê cho Tuấn An. Quá ghê cho Tuấn An các bạn à. Mặc dù Tuấn An có 1m74 thôi, Bình Minh 1m8, Chí Thông 1m8 nha, Chí Thông vào lên 1m8. Nhưng thật sự Tuấn An bật rất tốt, bật rất tốt. Mười lăm mười bốn. Châu Sĩ Tên ơi, Châu Sĩ Tên. Ok con, được rồi Châu Tên. Mười lăm mười bốn. Mười lăm đều không. Mười lăm đều. Mười lăm đều. Các bạn hãy chờ xem trái cuối cùng như thế nào nha. Rất hay, rất kịch tính, rất hấp dẫn các bạn. Mười lăm đều rồi các bạn. Đây là trái cuối cùng. Mười lăm đều.
Các bạn thấy không? Nắng rất nắng không? Rất chói nha các bạn. Rất khó chịu đây. Đây là trái cuối cùng. Ai sẽ vào bờ đây? Mặt kiên mâm. Ôi, hai thằng ngồi xuống trái cuối cùng coi. Mâm. Ngồi xuống trái cuối cùng coi, ok. Mười lăm đeo. Trái này bảo đảm từng ngàn đánh chặt luôn. Từng ngàn đánh chặt luôn. Qua hay. Chi Thông. Qua hay cho Chi Thông các bạn à. Qua hay cho Chi Thông các bạn à. Qua hay cho Chi Thông các bạn ơi. Qua hay cho Chi Thông các bạn à. 16-15 nghiêng về cho Chi Thông và Bình Minh. Đang cãi nhau lưới hay là không các bạn à. Đang cãi nhau lưới hay không các bạn hãy chờ xem nha. Đang cãi nhau lưới hay là không lưới các bạn à. Nếu có lưới thì Chi Thông thu quả đó. Còn không có lưới thì mình Chi Thông ăn các bạn à. Nếu có lưới thì bên Chi Thông thôi. Còn không lưới thì bên Chi Thông ăn các bạn. Các bạn hãy chờ xem kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng. Tôi cảm giác như là hết phim rồi. Một. Tỷ số 16-15 nghiêng về cho Bình Minh. Chi Thông và Nuôi Lông. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Lợi thế cho Tuấn An và Dũng Lai. Trái cuối cùng. Thật sự quá đáng tiếc các bạn ạ. Các bạn thấy nhớ share và like, like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.